các bạn chia sẻ rồi các bạn bình luận xuống cái ID nhân vật của mọi người nha. Nhớ nha, bình luận ID nhân vật nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ tặng quà cho một bạn để mà nhận cái bộ trang phục lân. Rồi ngày hôm nay bé Thịnh lại có một cái phần quà tặng cho các bạn nữa, lại là một bộ trang phục lân luôn nha. Đầu tiên là mình sẽ chọn bạn này, gói nữ ạ. Em chúc anh Thịnh một ngày tốt lành. Wow, như vậy là đã có bạn trúng giải rồi đấy. Tôi đang có mặt ở trong cái ạc của bạn này tên là Jin Yêu LGBT nha mọi người. Rồi, gói trang phục nữ đúng không em? Trang phục nữ đúng không? Rồi, trang phục nữ của em nha. Gói cậu bé nghệ nhân này, gói cô bé này, đây, gói trang phục nữ của em này. Rồi, thanh toán qua Zalo Pay cho em luôn này. Wow, đấy, đợi một lát nha. Các bạn còn lại á, muốn nhận quà của tôi á, thì nhớ là đăng ký kênh nè, like clip này nè. Các bạn nhớ nha, đăng ký kênh, like video thật là mạnh vào. Ok, đã nạp thành công vào trong cái ạc của bạn Jin Yêu LGBT nha mọi người. Đã xong nha. Ta-da, quay trở lại với cái video. Wow, mời người yêu của Thịnh lên phía trước để mọi người cùng chiêm ngưỡng cái nhan sắc của em nào. Cái gì vậy? Em được quốc tử em ơi. Em thùy mỹ nhất đa một tí đi. Em mà kiểu như mạnh mẽ như vậy là người ta nghĩ là sao? Ôi, em rồi đúng rồi, thùy mỹ như vậy nha. Xin cho cháu giới thiệu với mọi người, người yêu của bé Thịnh đó chính là bà Nhiếp nha mọi người. Cái này chắc là mình nghĩ là cũng một số bạn biết và một số bạn không biết, nên là mình cũng trân trọng cho cháu giới thiệu luôn. Người yêu bé Thịnh của ta đó chính là bà Nhiếp nha mọi người ơi. Mặc dù là bả hơi mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra là bên trong tôi là yếu ớt kìa mọi người. Như vậy luôn á. Rồi, nhưng mà sao hôm nay bà Nhiếm bà không có gọi tôi mà bà lại chát như vậy bà? Alo bà ơi. Alo, bà có nghe tôi nói gì không? Bị ngại á. Ui, thôi, trời ơi. Ngày thường bà ăn hiếp tôi ở trên video. Bà đè đàn áp tôi nè. Xong rồi bà bắt tôi tặng quà cho bà này. Rồi bà biết, mọi người có biết không, mình mách đẻo với các bạn luôn. Mỗi khi mà tôi quay video xong á, bà mà đi chơi với tôi á, bà toàn nhéo tôi, bà làm đủ thứ lắm mọi người. Nói chung là bà ăn hiếp tôi ghê lắm kìa. Mà bữa nay lên video bà đặt ngại nữa chứ. Bà nói thế em khác gì là tôi ăn hiếp bà hay gì á. Hiền queo à. Hiền mọi người, hiền. Hiền, các bạn có hay đi ở trong công viên sở thú không? Các bạn thấy con màu vàng vàng không? Đó. Có khi các bạn nhìn ra bãi nha. Nhưng mà thôi, ai đang quay video. Ôi, ok, bà Nhiếm ơi, em ơi, hôm nay là anh có một cái phần quà để mà tặng cho em. Nói thêm mọi người tưởng tôi sao à? Thôi khỏi đi, thôi đừng nói nữa. Nói được mọi người, thôi đừng có nói cái vụ đó nữa. Rồi qua đây, anh có một cái phần quà muốn tặng cho em ngày hôm nay nè bà Nhiếm ơi. Em có thích cái lồng đèn bay không? Em có thích xe mới không? Có thích không? Qua đâu ạ? Rồi bây giờ đi theo anh nha. Ok, let's go. Ta-da, em ơi, em coi nè. Em thấy chưa? Đó, đấy, chính xác, đó chính là cái lồng đèn. Nhưng mà cái lồng đèn này á, thì nó có thể bay được, nhưng mà nó bay khá là chậm nha mọi người. Đây chính là cái lồng đèn trung thu. Thì đây cũng là một cái mẫu thiết kế của em Tiến nha mọi người. Thì mình hy vọng là cái lồng đèn này á, nó sẽ được bán ở trong game, và sẽ cho các bạn có thể sử dụng cái lồng đèn này trong cái dịp trung thu sắp tới đây á. Nhưng mà mình nghĩ chắc là cái xác suất để mà đưa vào game thì cũng khá là khó. Nhưng mà dù gì thì cái mẫu thiết kế của bạn Tiến, em Tiến này, mình thấy khá là hay nha mọi người. Tại vì trước giờ chúng ta ngoài cái khinh khí cầu ra nè, nó có thể bay được nè. Thì ví dụ như hôm nay game có thể làm thêm một cái mẫu lồng đèn này nữa. Trời ơi, cũng được đấy chứ. Trời ơi, cái này là nói thiệt chứ không có nói giỡn nha. Bình thường là tôi nghèo vậy thôi á, nhưng mà hồi sáng nay là tôi đi bán hết mấy cái đồ ở trong cái túi á, xong rồi tôi có tiền, rồi tôi mới nạp vào game để mà mua cái tên team. Thật sự là tôi không có muốn bị mọi người nói là bé Thịnh cu te vừa nghèo, rồi còn bị admin kỳ thị là không cho tên team nữa đâu, nhưng mà không có thích như vậy nha. Nên là mình đã quyết định là phải có một cái tên team ở trong người. Wow, trời ơi, trời, không tin được. Đã nghèo rồi mà còn lại còn may mắn nữa anh em ơi. Cuối cùng là mình cũng đã có được cái băng đô của cái hộp trung thu. Ôi giờ này anh em nào chơi game mà không có cái đồ, ví dụ như là ba lô trung thu nè, rồi băng đô trung thu nè, thật sự là ôi người yêu tôi tới rồi. Bây giờ mà bạn phát hiện tôi có cái tên tím, ủa ai cho xài tên tím đó mà người thấy chưa? Ôi ơi em ơi. Trời ơi, bây giờ anh chỉ nói nhỏ cho em nghe thôi nha. Bình thường á, anh quay video á, là có đông người trong nhà á, là anh chỉ nói xạo với mọi người là anh nghèo vậy thôi, để mọi người không có xin vàng của anh nữa. Bây giờ chỉ có anh em với lại một hai bạn thôi, là anh nói thiệt là hồi sáng anh mới đi bán mấy con bét ở trong túi bolo của anh á, xong rồi anh mới có tiền mua cái tên tím, xong rồi á anh còn mở ra được cả cái này nữa nè. Có nè em ơi, em thấy chưa? Đó, thấy gì chưa? Ui trời ơi, ai chơi, trời ơi, nhân phẩm. Cái này là nắc tiểu như là sao hên vậy á. Không hiểu sao dạo này á, anh để con nhân vật nhỏ nhỏ á, xong rồi anh giả nghèo nữa, mà sao cái ạc của anh nó hên lắm luôn nha. Rồi, dễ thương ghê hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ đi theo anh này, qua đây.
Bây giờ là anh sẽ nhận dắt em đi nhận một cái xe mới, xong rồi đi coi lồng đèn trung thu biết bay luôn. Wow, let's go mọi người ơi. Không biết là bà Nhiễm bà có đi theo mình hay không vậy ta? Trời ơi, sao mà tôi hay bị lạc bả rồi. Em ơi, đi qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Em ơi, ồ, rồi, em có nghe anh nói gì không em ơi? Alo, alo, mà sao tự dưng sáng hôm nay em không gọi anh? Bình thường thấy em hay gọi anh lắm. Ồ, mọi người thấy cái gì không? Trời ơi, ai cũng nhận được cái này luôn nè, ai cũng có luôn nè, mọi người coi nè. Uầy, lên em ơi, lên. Các bạn đừng có để ý là tại sao mà tôi không có nhận mấy phần quà cũ nha. Đây này, tôi bỏ hết, tôi không có nhận một cái gì luôn. Vậy mà, đến cái phần quà ngày cuối cùng, tôi lại vào game tôi nhận nó mới hay chứ mọi người. Mấy cái phần quà này mà tôi không có nhận nha, tại vì là nó không có đẹp. Trời ơi, rồi, bây giờ nha, bé Thịnh cứu té, tôi sẽ lên nhận cái phần quà mà tôi ao ước, tôi ghiền rồi mấy năm nay rồi. Wow, chính nó các bạn ơi, trời ơi. Đây là cái chiếc xe có thể nói là nó gọi là gì ra, nó vô dụng nhất á nha mọi người. Nó không có giúp cho các bạn chạy được cái miếng nào hết trơn á, nhưng mà nó có một cái công dụng. Một cái công dụng gọi là em nhận đi. Em nhận chưa? Nhận luôn đi, còn không không. Đó, xuống đây. Rồi xuống đây. Đây, xuống đây. Anh sẽ lấy ra và sử dụng cho em coi nè. Rồi, ok nha. Đây, rồi từ từ để mà show cho mọi người coi cái thông số của nó nè. Nó chỉ có một chỗ thôi, thì bảo đó là lý do tại sao mà tôi mới nói là cái xe này á là cái xe vô dụng nhất cho mọi người. Nó không có chạy được gì hết á, nó chỉ có đứng một chỗ xong rồi nó sẽ xoay xoay như thế này thôi. Nhiều người nhìn vào thì cứ tưởng mình nó là cái bức tượng đó mọi người. Ấy, khoan. Trời ơi, nói giỡn mấy bạn chơi thôi nha. Chứ cái cách mà để làm cho cái xe này chạy á thì hôm nay mình sẽ chỉ luôn nha. Rồi, bà không biết, em ơi, em qua đây anh chỉ cho em nè. Hình như là mấy bạn kia chưa có biết cách để làm cho cái xe này chạy đâu. Ơi, bà Nhím ơi, bà qua đây. Rồi, thì ngay chỗ này nó có một cái chỗ nó bị trơn trơn á mọi người. Ngay chỗ này cũng được không? Để mình test thử là chỗ này có được không nha. Thì nó bị trơn trơn đó mọi người thấy không? Đó, nó chạy nè. Bây giờ là để coi thử là cái này nó chạy đi tới đâu. Trời, nó chạy được có một đoạn nha mọi người ơi. Nó chạy được đúng cái một đoạn rồi, để tôi test lại nha. Đó, đây, từ từ. Rồi, đây, được một đoạn từ từ nè, này. Đó, mọi người thấy không? Nó đang chạy kìa. Ê, đây, bà nhím, bà xoay 360 độ luôn mọi người à. Ủa, đó, rồi, nó đụng cái gốc cây. Xong rồi, nó dừng lại nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đó, như thì đây, để tôi test cái chỗ này xem thử nó có chạy không. Nó không chạy nha. Rồi, mọi người thấy cái băng rôn màu đỏ không? Đây nè, đó, các bạn đứng sát sát lại đây nha. Đó, đứng sát sát lại đây. Rồi, xong các bạn bật cái xe lên. Thì nó sẽ chạy nha mọi người. Đây các bạn thấy không? Đó, rồi. Oanh chạy nè. Đó mọi người cứ đứng sát vào chỗ cái băng rôn màu đỏ á, là tự động á cái xe của mọi người á nó sẽ chạy nha mọi người. Rồi các bạn coi nè, đó nó đang chạy nè mọi người thấy không? Đấy, nó đang chạy nè. Oanh mọi người thấy không? Đang chạy nè. Đây, thấy gì chưa? Rồi, ok luôn trời ơi. Xem xong cái video này của mình á thì lập tức các bạn vào game, các bạn test ngay cho mình cái cách để mà cho cái xe này nó chạy nha mọi người. Mọi người thấy cái gì không? Ủa, đang chạy nè. Đó thấy chưa? Đang chạy nè. Nè. Nhưng mà nó không có nhanh nha mọi người. Nói chung á là nó chạy cũng kiểu như là nó cũng hơi chậm chậm một tí thôi. Nhưng mà cái cách này sẽ rất là hay luôn, giúp cho các bạn có thể là vừa xoay rồi vừa chạy nè, vừa có thể là show cả cái xe cho mọi người khác coi nha mọi người. Các bạn mà không biết làm cách này á, khi mà nhìn vào sẽ thấy nó rất là ảo rồi đúng mọi người. Ủa làm sao cái xe này có thể chạy được hay vậy ta? Ok mọi người nha, thì cái đó là cái cách đầu tiên thôi. Nó sẽ làm cho cái xe các bạn chạy, nhưng mà tốc độ của nó chỉ là cái 1 chấm thôi. Còn bây giờ để mà cái xe có tốc độ 2 chấm giống như các bạn này á, thì đây mình sẽ chỉ cho các bạn luôn nha. Mình sẽ giúp cho cái xe của mọi người nó có cái tốc độ siêu nhanh gấp đôi xe hồi nãy luôn. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ nhảy lên cái cục đèn nè. Cái cục này nó bị chúi quá. Thôi các bạn nhớ lên cái cục này cũng được nha. Rồi cái cục này cũng được nha. Rồi các bạn mở cái xe ra. Mọi người thấy cái gì không? Cái xe nó chạy nhanh lắm luôn các bạn coi này. Ồ, mọi người thấy không? Chạy siêu nhanh luôn. Trời ơi, chạy rất là nhanh luôn mọi người. Cái cách đầu tiên á thì sẽ là chạy chậm chỉ có 1 chấm thôi. Còn cái cách thứ hai là sẽ giúp cho mọi người á tăng tốc độ của cái này lên nha. Đây nè. Đó, mọi người thấy không? Ui, chạy siêu nhanh luôn mọi người. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Đùng rồi. Ok nha. Thì mọi người thấy không?
coi như là cái cách này sẽ giúp cho cái xe của mọi người nó chạy siêu nhanh luôn đó. Ôn rồi dừng nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài bờ Plaza, mình test thử là cái cách này nó còn áp dụng ở trên cái cục đèn khác không nha mọi người. Ok, các bạn có thể ra bờ Plaza hoặc là ở trong cái khu hometown á thì các bạn có thể áp dụng lên cục đèn nha, và cách này sẽ giúp cho cái xe của mọi người á nó chạy siêu nhanh luôn nha mọi người. Bạn nào mà muốn có một cái chiếc gọi là xe chạy cộng một, nếu như các bạn muốn tốc độ 2 á thì các bạn lên cục đèn đó, nhanh không? Ui, siêu nhanh luôn. Wow, nhanh tuyệt sự luôn. Ui giời ơi. Đấy, rồi các bạn nhớ làm cái cách này để cho xe mình nó chạy nhanh hơn nha. Còn bây giờ á là mình sẽ nhận thêm kim cương. Từ từ ngày hôm nay để coi thử là mình sẽ được tối đa bao nhiêu kim cương trong ngày hôm nay nha mọi người. Đầu tiên là 2 kim cương này đấy. Rồi các bạn đừng quên nha, bấm like và đăng ký kênh và ủng hộ cái video này của mình. Mà hồi nãy giờ sao tôi quay video mà không thấy người yêu của tôi đi đâu hết trơn ta? Tự dưng á xong chuyển tới cái đề tài là xe chạy nhanh cái là bả im cái bả đi đâu mất tiêu luôn mọi người. Hình như là bả phát hiện được bí mật, chắc là bả đi quay video rồi các bạn ạ. Chắc là bả đi quay video rồi. Thôi thì đây, mình sẽ quay nốt xong cái đoạn này luôn đi. Bây giờ thì mình sẽ nhận kim cương ngày hôm nay đi. Rồi, 3 kim cương này. Rồi, 2 kim cương này. Wow, 2 kim cương nữa. Ui giời ơi, hôm nay mình mới sao mà hên dữ vậy ta. Như vậy á, là mình được 1380 kim cương. Rồi, 1380 kim cương đúng không? Như vậy thì giờ bé Thịnh sẽ về nhà. Xong rồi thì mình sẽ nhận thêm kim cương từ các cái chậu cây của mình nữa. Như vậy là mình sẽ được nhiều kim cương nha. Nói chung á, là mọi người cứ đợi đi. Cũng sắp tới cái ngày mà bé Thịnh có nhận để mà rước bà Diễm về dinh rồi mọi người. Tới ngày hôm đó là mình sẽ quay cái video lên. Xong rồi sẽ cho các bạn thấy cái khoảnh khắc là quan trọng nhất nha mọi người. Đây, sẽ nhận 2 kim cương này. Đấy, nhận 2 kim cương này. Wow, ôi trời ơi, dữ ta. Rồi, đây tiếp tục chọn 2 kim cương này. Ghê chưa? 2 kim cương. Rồi, tiếp tục nữa. 2 kim cương nữa. Rồi, đấy mọi người thấy không? Trời ơi, đẹp dữ ta. Rồi, tiếp tục nữa 2 kim cương nữa này. Đó. Ok, nhớ tham gia mini game ngày hôm nay nha mọi người ơi.